Xin kính chào các anh chị đã quay trở lại kênh. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một spa mới được mở trong khu đô thị 5 sao, có dịch vụ massage spa các anh chị. Và spa này nằm ở đường số 1 khu đô thị 5 sao, con đường chính của khu đô thị này. Khu đô thị này rất là phát triển và rất là nhiều các dịch vụ đang được mọc lên. Đây là một trong những cái dịch vụ mới được khai trương các chị nha. Sau đây chúng ta cùng khám phá cái dịch vụ spa massage này. Spa này nằm ở cuối đường số 1 và có một cái chỗ để xe khá là rộng rãi các anh chị. Có tên là Nhà Việt Spa các anh chị. Nằm trong khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 cây, rất là thuận tiện như chúng ta tới để trải nghiệm dịch vụ này. Đầu tiên em mua vé và hiện tại spa này đang giảm giá chỉ còn 100.000 đồng, chúng ta có thể trải nghiệm tất cả các dịch vụ spa trong này. Sau khi mua vé xong thì em được nhân viên dẫn vào phòng xông hơi các anh chị nha. Ở phòng xông hơi này chúng ta có hai phòng, một phòng xông hơi ướt và một phòng xông hơi khô. Spa này hoàn toàn mới luôn, mới được khai trương các chị. Ở đây thì có những cái tủ đồ để chúng ta để những cái đồ cá nhân vào. Chỗ này là một cái quầy của spa, vừa bước vào chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ mua vé ở đây chỉ 100 ngàn thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm dịch vụ xông hơi khô và ướt ở đây các anh chị. Đây là phòng xông hơi khô. Xông hơi giúp cho cơ thể của chúng ta kích thích tuần hoàn máu các anh chị, đào thải độc tố ra ngoài, giúp giảm cân toàn thân, giảm đau nhức, tê mỏi các khớp, cơ, giúp chúng ta có một thời gian thư giãn và giảm stress rất là tốt luôn. Đồng thời khi xông hơi, cái da của chúng ta được trao đổi chất, đào thải tất cả những cái độc tố ra ngoài, giúp cho da của chúng ta đẹp hơn các chị. Đây là phòng xông hơi ướt các chị. Ở đây có những cái hòn đá lấy từ núi nữa, chính vì thế nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vào đây mùi vị hương thảo dược cũng rất là thơm luôn các chị. Sau khi xông hơi xong, các anh chị cảm thấy cơ thể của mình nhẹ đi rất là nhiều luôn, vì cơ thể của chúng ta bài tiết rất là tốt, đào thải, lưu thông khí huyết các anh chị, mồ hôi, độc được toát ra ngoài. Sau khi xông hơi xong, chúng ta sẽ ngồi nghỉ một chút, uống trà, thư giãn và sau đó chúng ta sẽ đi tắm để trải nghiệm cái dịch vụ tiếp theo. Bây giờ chúng ta đã tắm xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên trải nghiệm những cái dịch vụ spa ở trên lầu 1 cùng với những nhân viên rất là thân thiện. Nhà Việt Spa này có những cái phòng riêng tư, phòng VIP được trang bị những cái thiết bị hiện đại, có thể trải nghiệm được cho nam và nữ luôn, riêng biệt. Các chị có thể trải nghiệm các cái dịch vụ spa ở đây các chị nha. Tiếp theo chúng ta cùng trải nghiệm cái dịch vụ bấm huyệt ở đây. Nhân viên sẽ bấm huyệt lên toàn thân và giúp cho những cái khí huyết lưu thông trở lại, đặc biệt là những cái huyệt bị tắc nghẽn sẽ hoạt động trở lại. Ở đây cũng có được cái dịch vụ ngâm chân thảo dược nữa các anh chị, giúp cho khí huyết lưu thông, đào thải độc tố ra ngoài rất là tốt cho cơ thể luôn. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta có thể trải nghiệm cái dịch vụ spa này để giúp chúng ta đào thải độc tố, giảm stress, căng thẳng, phục hồi lại cơ thể. Chỉ với 100.000 đồng chúng ta có thể trải nghiệm được tất cả các cái dịch vụ spa ở đây. Đây là một cái thời gian khuyến mãi rất là tốt cho những người nào muốn trải nghiệm. Chúng ta cũng được massage chân luôn các chị. Sau khi ngâm chân thảo dược thì chúng ta sẽ được nhân viên massage chân rất là đã luôn. Cảm giác rất là thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tiếp theo chúng ta sẽ được trải nghiệm cái dịch vụ hấp dầu, vuốt dầu. Với kỹ thuật vuốt dầu điêu luyện kết hợp với thảo dược, thảo mộc,
các kỹ thuật viên này sẽ tác động lên bề mặt cơ, bóp cơ, giúp khí huyết lưu thông qua những cái vùng bị tắc nghẽn, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố, phục hồi chức năng cơ thể các anh chị. Sau đó chúng ta sẽ được trải nghiệm cái đá nóng đặt lên cơ thể. Những cái đá nóng này, đá nóng chuyên dụng trong spa, giúp cho chúng ta giảm các cái tác động của cơ lên vùng đá tiếp xúc. Điều này dẫn tới việc giảm co thắt cơ, triệu chứng đau của các cơ khớp, giúp cho chúng ta có cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn. Để trải nghiệm dịch vụ spa này, các anh chị có thể liên lạc với số điện thoại trên hotline hoặc tới trực tiếp khu đô thị 5 sao, đường số 1, chạy xuống cuối đường các chị. Spa này sẽ nằm ở bên tay trái các anh chị. Khu đô thị 5 sao này rất là gần chợ Bình Chánh, các anh chị có thể vô đây trải nghiệm rất là nhiều các dịch vụ. Rất vui được gửi tới các anh chị cái review này. Nếu các anh chị có nhu cầu, hãy liên hệ trực tiếp với spa và hãy để lại comment cũng như bình luận, chia sẻ cho nhiều người được biết tới spa này giúp em. Em cảm ơn rất nhiều. Đây là những cái động tác bẻ kéo giúp cho dưa cơ giãn và cứng nhắc lâu ngày trong quá trình phục hồi cơ khớp một cách nhanh chóng. Sau liệu trình 5 bước trên, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cơ đau của mình giảm đi và dịu dàng đáng kể. Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Và tất nhiên chỉ với 75 phút không thể giảm triệt để tất cả các vấn đề. Chúng ta hãy trải nghiệm thường xuyên. Nếu có thời gian, chúng ta hãy trải nghiệm từ 5 đến 7 lần mỗi tuần, và mỗi lần cách nhau từ 1 đến 3 ngày. Các anh chị hãy tới nhà Việt Spa để cùng trải nghiệm những cái dịch vụ spa massage trong này, rất là lành mạnh, rất tốt cho cơ thể các anh chị. Rồi, chúng ta vừa trải nghiệm một vài dịch vụ trong spa này. Các anh chị hãy để lại like, comment, share cho nhiều người biết đến giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái dịch vụ review sau. Đây là chỉ dẫn tới spa này, các anh chị đi qua đường Đinh Đức Thiện, từ chợ Bình Chánh mình quẹo trái vô. Chúng ta sẽ thấy được một cái cầu vượt cao tốc Bến Lức Long Thành, và đây là cổng của dự án. Chúng ta chạy thẳng vào cổng, chạy thẳng hết đường số 1 này. Cuối đường chúng ta sẽ thấy spa ở bên tay trái của chúng ta. Đây là một cái khu đô thị sinh thái, chúng ta có thể trải nghiệm được rất nhiều các dịch vụ rất là tốt cho sức khỏe. Đây, chúng ta đã đến cái spa của chúng ta ở bên tay trái đây. Và sắp tới sẽ có rất nhiều các cái dịch vụ ở đây. Chúng ta có thể trải nghiệm những cái món ăn hải sản tại đây, nhà hàng chuẩn bị được khai trương. Đây là một bậc mí thông tin bí mật nha các anh chị. Các anh chị hãy share cho nhiều người để biết đến cái khu đô thị 5 sao này, đồng thời trải nghiệm những cái khu đô thị, những cái dịch vụ trong khu đô thị này. Xin chào và cảm ơn các anh chị đã theo dõi cùng em. Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn.